chào tất cả các anh em cần thủ nha. Hôm nay cửa hàng đồ cơ Filmax sẽ giới thiệu cho các anh em một hộp đựng 10 câu lô bên em mới về ạ, gồm 3 màu, màu cam, màu vàng và màu trắng ạ. Thì đây, hộp đựng 10 gồm có 2 mặt. Đây, 2 mặt này anh em. Mỗi mặt thì gồm có 7 ngăn. Tính ra là 8 ngăn luôn á. Này, 1 2 3 4 5 6 7 8, nhưng mà cái hộp này thì mình chỉ dùng phụ thôi, không phải là chính. Mình có thể đựng được khóa snap, khóa lua hoặc là lưỡi. Thì ở trong cái hộp đựng mồi này thì các con mồi này thì em để mẫu để em quay video thôi. Còn các anh em cần thủ nào mà cần muốn mua nguyên một combo này á thì liên hệ với cửa hàng bên em thì bên em sẽ bán nguyên bộ. Thì giá nó cũng rẻ thôi, nó không có cao lắm đâu. Đây. Thì hộp đựng mồi này thì có chất liệu bằng nhựa cứng, là nhựa tổng hợp ấy, nói chung là nó rất là chắc. Có thể nói chung là chống va đập, nó rất là bền. Đây. Đây em sẽ khóa cho các anh em thấy, thì nó cũng dễ dàng, nó cũng không có khó đâu. Cái này anh em lắp vào. Đây, siêu gọn. Nó có quai sắt nha mọi người. Đây. Thì nó có chiều rộng là 27 cm nha. 27 cm. Còn bề ngang của nó là 17 cm. Còn là chiều cao thì 5 cm. Đây, đây em có màu trắng này nữa. Thì màu trắng nó thiết kế hơi khác một chút. Đó là cái chỗ mở này ra thì nó hơi khác. So với em này thì nó mở 2 lần, còn em này thì mở 1 lần. Nó sẽ, nói chung là nó sẽ nhanh hơn. Cái này thì có 2 mặt thì nó rất tiện lợi, nó đựng được nhiều loại mồi hơn. Đây, ví dụ như mặt bên này các anh em đựng mồi câu lua, còn bên này thì anh em đựng mồi câu sống hoặc là mồi câu ngâm chẳng hạn. Đó, nhiều thể loại luôn. Thì anh em nào mà có quan tâm đến sản phẩm hộp đựng mồi này thì comment ở bên dưới video giúp em nha. Hoặc là liên hệ với hotline em để ở bên dưới, hoặc là ghé địa chỉ cửa hàng 186 Lê Lợi, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha.